Các chính sách cách ly nghiêm ngặt tại Hồng Kông Trung Quốc với mục đích ngăn chặn COVID-19 ở biên giới và trong cộng đồng đang bị chỉ trích vì gây thiệt hại cho nền kinh tế và sức khỏe tinh thần. Ngoài ra, các nhà bảo vệ môi trường cũng lên án những chính sách này đang làm tổn hại môi trường vì tạo ra rác thải dư thừa. Bà Clem Mitchell Fogan, một người đến từ Hồng Kông từ ngày 4 tháng 4 nhận xét, tất cả các nhân viên tại khách sạn đều mặc đồ bảo hộ, điều khiển từ xa hay tất cả mọi thứ đều được bọc trong giấy bóng kính. Theo số liệu từ chính quyền, Hồng Kông thải ra hơn 2.300 tấn nhựa mỗi ngày và vì tỷ lệ tái chế chỉ khoảng 11%, hầu hết số rác thải này được đưa ra bãi rác. Một phát ngôn viên chính phủ nói, các quan chức đều biết về tình trạng này và đã thúc giục người dân áp dụng lối sống xanh càng nhiều càng tốt. Hồng Kông, một trong số ít những nơi áp dụng chính sách Zero Covid, đã cách ly hàng ngàn người trong năm nay tại các cơ sở dành cho bệnh nhân Covid-19 và những người có tiếp xúc gần. Các cơ sở này làm tăng thêm vấn đề rác thải, khi nhiều người xác nhận với hãng tin Reuters rằng các bữa ăn đều được bọc trong túi nhựa. Ông Broz Zimmerman, một ủy viên hội đồng quận cho biết, các cơ sở này cũng là sự lãng phí vì không thể được sử dụng lâu dài. Ông Zimmerman nói, chúng được xây rất vội vàng và không tuân thủ bất kỳ tiêu chuẩn xây dựng cụ thể nào ở Hồng Kông. Trong một diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không còn áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng. Quyết định này được đưa ra sau khi một thẩm phán liên bang tại Florida ngày 18 tháng 4 ra phán quyết rằng chỉ thị kéo dài 14 tháng trên là bất hợp pháp, làm đảo lộn nỗ lực quan trọng của Nhà Trắng trong việc giảm bớt sự lây lan của COVID-19. Ngay sau thông báo trên, nhiều hãng hàng không lớn như American Airlines, United Airlines, Delta Airlines và tuyến tàu hỏa quốc gia Amtrak cũng đã nới lỏng các hạn chế ngay lập tức. Phán quyết của thẩm phán Catherine Kimball Misler, một người được cựu tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, được đưa ra trong một vụ kiện do nhóm Quỹ Bảo vệ Tự do Y tế đệ đơn vào năm ngoái tại thành phố Tampa, Florida thẩm phán Michelle nói, cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ CDC đã vượt quá thẩm quyền với quy định bắt buộc đeo khẩu trang, không tham khảo ý kiến của công chúng và không giải thích thỏa đáng các quyết định của họ. Một quan chức Mỹ nói, trong khi các cơ quan đang đánh giá bước đi tiềm năng tiếp theo, quyết định của tòa án có nghĩa là quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng của CDC không còn hiệu lực, tuy nhiên chính quyền vẫn có thể chọn cách kháng nghị lệnh hoặc tìm cách trì hoãn khẩn cấp việc thực thi lệnh. Phản quyết được đưa ra trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 đang tăng trở lại ở Mỹ với trung bình 36.251 ca nhiễm và 460 ca tử vong được báo cáo mỗi ngày. Đây là con số cao nhất trong tổng số ca tử vong do COVID-19 được báo cáo trên thế giới.